Chào các bạn, hôm nay thì trên tay mình đây là một chiếc Xiaomi Ziga để dài. Đấy, một chiếc đồng hồ cơ của hãng công nghệ Xiaomi Trung Quốc. Nếu các bạn từng theo dõi trang thì trước kia mình có lên tay một chiếc đồng hồ như này. Tuy nhiên là chiếc đấy thì còn mới và chiếc này thì nó cũ hơn. Đồng hồ đến tay mình thì nó chỉ còn có mỗi cái củ mặt đồng hồ thôi. Cái dây này thì cũng không phải dây chính hãng, nó là một cái dây rẻ tiền mà người ta mua bên ngoài. À, tuy nhiên nó cũng khá là hợp. À, nhưng khi mà các bạn mua về thì chắc chắn nên đổi một cái dây khác. À, một ví dụ một cái dây mesh đen hoặc là một cái dây da vân trơn. À, thì sẽ có khi là sẽ đẹp hơn cái dây này. Rồi, tình trạng đồng hồ thì khi đến tay mình thì chiếc này nó vỏ nó trong tình trạng không còn được hoàn hảo nữa. Có nhiều các cái vết cấn mót nhỏ, các vết xước nhỏ. Đấy, tuy nhiên là các bạn thấy là ở đây thì nó vẫn còn nguyên giữ nguyên cái màu đen. Chứng tỏ lớp mạ rất là tốt và nó không lộ ra cái phần cốt thép inox. Nếu các bạn nào không biết thì mình sẽ nhắc lại thì chiếc này nó trang bị kính sapphire cả hai mặt. Mặt trước và mặt sau. Thì theo mình thấy thì nó dùng chung một cái cỡ kính của cả hai mặt. Đấy. Đồng hồ thì sử dụng máy cơ của Siegun Trung Quốc. Cũng khá là tương đối là ổn định và có lên có tay. Đấy. Cỡ mặt đồng hồ thì chiếc này nó có cỡ mặt là 40 mm. Phần quai ngắn nên giúp cho những ai có cỡ cổ tay nhỏ cũng có thể đeo được. Độ dày đồng hồ thì nó cũng độ dày khá là tương đối. Độ dày đây tầm 11.5 mm cũng khá là tương đối. Tuy nhiên là với một chiếc đồng hồ cơ thì nó không thành một vấn đề nào đó quan trọng. Rồi, bây giờ mình sẽ đo cái độ chính xác của đồng hồ cho các bạn xem. Máy cơ của Siegun thì cũng là máy tốt của Trung Quốc rồi. Tuy nhiên là theo mình biết thì nó cũng chưa đạt đến cái tầm tầm cỡ với máy của các hãng Nhật hoặc là của Thụy Sĩ. Tuy nhiên là hy vọng chiếc này thì nó vẫn còn giữ được cái độ ổn định của đồng hồ. Ở đây các bạn thấy nhịp của đồng con đồng hồ này là 21.600. Các bạn có thể thấy đây là độ ổn định cũng khá là tương đối. Đồng hồ thì không được ổn định như những con của Seiko hay là của các cái máy Thụy Sĩ. Tuy nhiên là sai số của nó thì theo mình thấy là nó vẫn còn cho phép. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển ống kính để vào chi tiết tình trạng vỏ và máy móc bên trong đồng hồ. Rồi. Đây là mặt đồng hồ, mặt đằng trước đồng hồ của chúng ta. Các bạn có thể thấy là máy rất là đẹp và như cái video lần trước thì mình cũng là rất ấn tượng với cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này, nó được gia công khá là tốt. Kính kính hai mặt thì nó được trang bị kính sapphire và đằng trước ở đây thì không có các vết xước nào cả. Đấy. Và đằng sau chúng ta có một vết xước mờ ở đây, các bạn có thể thấy vết xước mờ ở chỗ này, một vết xước mờ rất là mờ thôi. Lúc đầu thì mình tưởng nó là cái vết bẩn nhưng thực ra nó là một cái vết xước rất là lông trên mặt sau đồng hồ. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái độ thẩm mỹ của đồng hồ cho lắm. Đồng hồ chúng ta thì có độ chống nước là 3 atm, độ chống nước cũng thấp thôi, chỉ
phục vụ cho việc rửa tay đi mưa hoặc là đi hoặc là nước nó bắn vào thôi, chứ còn chúng ta không nên nhúng chìm đồng hồ trong nước. Tình trạng máy móc bên trong thì vẫn còn rất là sạch. Đấy. Rất là sạch. Chỗ này thì theo mình thấy thì nó cũng đã từng ở đây này. Các cái vít nó có vẻ bị toét, nó có thể nó đã từng được mở ra. Đấy. Mình cũng không tiện hỏi là người người bán là họ mở ra để làm gì. Đấy. Tuy nhiên là mình thấy máy móc bên trong vẫn rất là sạch. Có lẽ là không phải có cái việc can thiệp nào về máy móc. Mình không rõ họ mở mở đồng hồ ra làm gì. Rồi, về vỏ đồng hồ sao? Như mình nói ở đầu video thì chúng ta có các vết xước nhỏ. Đây có các vết cấn ở đây. Nó va chạm. Đồng hồ thì nó được sử dụng vỏ thép inox. Được mạ đen. Nên nếu như ai mà thích thì có thể đánh toàn bộ chiếc này thành vỏ trắng cũng rất là hay. Đấy. Trên đồng hồ có các vết cấn ở các vết xước nhỏ. Đấy. Tuy nhiên là mình thấy lớp mạ rất là tốt và nó không thể lộ cái lớp inox trắng ở bên dưới, nó vẫn còn giữ nguyên được cái màu đen. Ở trên đây cũng có các cái vết. Đấy. Nếu các bạn nhìn xa một chút thì gần như là các bạn sẽ không thể thấy cái đồng hồ nó bị xước. Vì chúng ta không lộ cái thép trắng ở bên dưới nên các vết xước là rất khó là nhìn. Vì chiếc này nó là vỏ đen. Đấy. Rồi, để mình thử các tính năng lên có tay và chỉnh giờ đồng hồ. Đèn con vẫn còn tốt và chúng ta thử chỉnh giờ cái rút đúng, và chiếc này nó có rút đúng dừng kim giây. Các máy của Trung Quốc thì nó khá đầy đủ tính năng, chỉnh giờ vẫn rất là nhạy. Ấn vào đấy, đồng hồ tiếp tục chạy. Rồi, nói chung là đây là một chiếc đồng hồ dành cho ai muốn có một cái trải nghiệm mới lạ về một chiếc đồng hồ cơ skeleton và lộ và một chiếc hình vuông giống như những chiếc Apple Watch. Đấy. Và đây thì mình theo mình biết thì nó cũng là một trong những mẫu nổi tiếng nhất của Xiaomi khi mà chuyển sang khi mà nhảy vào cái phân khúc sản xuất đồng hồ. Các cái sản phẩm ra sau này thì nó cũng có giữ nguyên cái hơi hướng thiết kế của chiếc đồng hồ này, tuy nhiên là nó cũng không được nổi tiếng cho lắm. Đấy, và chỉ duy nhất chiếc này thì đạt được một số các cái giải thưởng thiết kế quốc tế. Rồi, giá của chiếc đồng hồ này thì hàng mới thì thực sự thì nó các bạn sẽ khá là khó kiếm và giá nó sẽ rơi tầm khoảng 2 triệu 6 đến 3 triệu hàng mới. Chiếc này hàng cũ thì giá nó chỉ chưa đến phân nửa giá của hàng mới thôi. Và nó sẽ phù hợp với những ai mà thích trải nghiệm. Đồng hồ tùy loại dây thì các bạn có thể đeo đi làm hoặc là đeo đi chơi để phù hợp. Rồi, nếu các bạn còn có thắc mắc gì về đồng hồ hoặc là muốn mua thì có thể để lại tin nhắn ở bên dưới video hoặc là nhắn tin cho mình qua Facebook đồng hồ cũ vn. Mình sẽ sớm cập nhật link mua hàng Shopee của sản phẩm này ở phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn.